thống Brazil nhiễm coronavirus. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia trong ngày 7 tháng 7, Tổng thống Brazil ông Jair Bolsonaro cho biết ông xét nghiệm có kết quả dương tính với coronavirus nhưng sức khỏe tốt và không bị sốt. Tổng thống Bolsonaro, một nhà dân túy cánh hữu, người đã nhận ra được mức độ nghiêm trọng của loại virus chết người mà ông gọi là cúm nhỏ, đã làm xét nghiệm trong ngày 6 tháng 7 sau khi những triệu chứng xuất hiện. Tổng thống Bolsonaro bắt đầu cảm thấy bị bệnh từ ngày 5 tháng 7 và ông đã dùng hydroxychloroquine, một loại thuốc chống sốt rét với hiệu quả chưa được chứng minh để chống lại coronavirus. Brazil là tâm chấn thứ hai trên thế giới về tình trạng lây nhiễm coronavirus. Có hơn 1,6 triệu người đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus và 65.000 trường hợp tử vong. Tổng thống Bolsonaro đã nhiều lần thách thức những hướng dẫn của chính quyền địa phương về việc đeo khẩu trang, ngay cả sau khi một thẩm phán đã ra lệnh cho ông làm như vậy vào cuối tháng 6. Ông Bolsonaro cũng chống lại quy định giữ khoảng cách an toàn khi ra ngoài xã hội, những điều được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích nên thực hành. Cuối tuần qua, Tổng thống Bolsonaro tham dự một sự kiện trao đổi thân mật với đại sứ Tut Chapman trong lễ kỷ niệm quốc khánh ngày 4 tháng 7 của Hoa Kỳ. Hình ảnh chụp được cho thấy Tổng thống Brazil không đeo khẩu trang. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô của Brasilia viết trên trang Twitter rằng đại sứ của Hoa Kỳ Jasmine đã ăn trưa với Tổng thống Bolsonaro cùng với 5 vị bộ trưởng và con trai của Tổng thống là nghệ sĩ Eduardo Bolsonaro. Đại sứ Jasmine không có triệu chứng nhưng đã được xét nghiệm và đang thực hiện các biện pháp cách ly. Depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obrigado a todos. Até daqui uma semana, senhor Tirão. Obrigado pela entrevista, presidente. Então, Coutinho, mais uma vez, aqui as palavras com vocês no estúdio. Jair Bolsonaro.